3 địa điểm chụp ảnh Tết siêu đẹp ở Sóc Trăng lại còn miễn phí không tốn đồng nào, hãy cùng mình khám phá. Đầu tiên là công viên 30 tháng 4 thành phố Sóc Trăng. Phải nói là năm nay được trang trí rất là hoành tráng và rất là đẹp luôn. Bên trong thì được trang trí rất là nhiều hoa tươi và rất là nhiều tiểu cảnh để cho các bạn chụp hình sống ảo. Còn có thêm khá là nhiều lồng đèn màu đỏ được treo hai bên như thế này. Ta nói vô máy lên là có ngay ảnh đẹp liền đó mọi người. Địa điểm thứ hai là công viên Bạch Đằng thành phố Sóc Trăng. Phải nói là trong đây cũng trang trí đẹp không kém luôn nè. Rất là nhiều nơi để mình có thể chụp hình và rất là đẹp luôn. Vẫn sử dụng khá là nhiều hoa tươi để trang trí. Ta nói đứng góc nào cũng có hình đẹp hết trơn. Đi chụp một hồi bỏ đảm full bộ nhớ điện thoại luôn cho coi. Phải công nhận là Sóc Trăng năm nay trang trí quá là đẹp luôn đó mọi người. Địa điểm cuối cùng chính là chỗ tượng đài thành phố Sóc Trăng. Về độ hoành tráng thì mình thấy ở đây đứng nhất rồi đó. Được đặt hai em rồng rất là to hai bên tượng đài, kèm theo khá là nhiều hoa tươi được trang trí xung quanh đẹp tuyệt vời. Và còn nhiều tiểu cảnh khác để mình có thể chụp hình nữa. Nói chung mình thấy năm nay Sóc Trăng đầu tư trang trí rất là đẹp luôn đó mọi người. Nếu có đi ngang những địa điểm này thì nhớ ghé lại chụp hình nha. Còn ai đã đi rồi cho mình xin ý kiến, bye bye. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người, Tết trên khắp với tôi.